Triumph Spitting 1200. Mâm BST carbon. Đĩa Brembo. Theo Brembo. Đây. Chẳng ba EMA. Tay thắng Brembo. Tay côn Cohen. Gương gầu motor gắt ghét. Wow. Đây là chặng 3 EMA nè. Italy. Xinyan motor cách ghét. Xinyan motor cách ghét nè. Quá đẹp. Mâm carbon BST. Dòng cho các bạn xem cái tổng thể. Rồi đây là cái bô giáp full system ceramic 2v1. Đây là bô full system nha. Carbon nè. Thôi bây giờ đến nè. Nhạc vô nghe thử nha. Nổ quá hay. Đây là đĩa Brembo T-Ride. Đĩa floating nè. Cái mâm carbon của BST. Mâm này quá đẹp luôn. Rất là nhẹ. Phục này thì phục upside down của Showa. Đây, xin nhanh trước là của Moto Kaget. Cái gương gù là của Moto Kaget nè. Cái mặt kính là nó bằng nhôm nha. Này là từ một cái thối nhôm nguyên khối nó làm ra. Phục sau bình dầu của Matrix. Đây là phục của Ý nè. Cái tay Cocaine này nó bóp rất là nhẹ. Nhẹ hơn tay Zin. Dưới này có thêm cái trợ lực của Matrix.
Đây, cái bô này nó về 21 rồi, cho nên là bên này nó trống, nó không có cái bô nữa. À, đây là con heo Brembo hai bít, con này cũng là lên rồi nè. Quá đẹp. Rồi, CBC Workshop. Các bạn muốn làm gì thì cứ ghé CBC. Em spitting quá đẹp luôn. Thank you.